Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại Nghệ thuật Máy tính. Hôm nay mình xin lỗi các bạn khôi phục lại cả đợt dốc con Vivo i51a. Con này là máy nội địa của bên Trung Quốc. Đây, các bạn mình sẽ vào các bạn xem đây. Này là Vivo i51a nhé. Giờ các bạn muốn khôi phục lại cả đợt gốc về trạng thái xuất xưởng thì chúng mình sau chúng ta vào cài đặt này. Mode setting này. Kéo xuống các bạn chọn factory data reset. Rồi đến bước này sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn trên là khôi phục lại cài đặt mình đấy. Ở bên dòng thứ hai thì các bạn sẽ xóa lại toàn bộ, khôi phục lại trạng thái xuất xưởng. Đây mình hướng dẫn các bạn khôi phục lại trạng thái xuất xưởng, mình sẽ chọn dòng thứ hai. Rồi, cancel. Dòng thứ hai. Rồi, bạn sẽ tích vào ô này. Nó sẽ cảnh báo là xóa hết những các dữ liệu ở trong. Các bạn phải backup trước khi thực hiện bước này nha. Tích vào đây và reset phone. Rồi, nó hỏi một lần nữa thì cho các bạn chắc chắn, các bạn ấn vào dòng màu đỏ này. Rồi, máy sẽ khởi động lại. Sau khi các bạn đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra giao diện này, thì nó họ chọn sim không, bạn ấn vào bên này. Ta sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Đến bước này thì chọn wifi thì các bạn skip, bỏ dưới, bỏ qua này, đỡ đăng nhập mất thời gian. Rồi lock tài khoản Vivo. Nếu các bạn mà có bước này có mật khẩu đăng nhập tài khoản đấy thì bạn xem video ở bên dưới mô tả video của mình để hướng dẫn xóa tài khoản Vivo nhé. Rồi là next. Rồi bước này các bạn lấy. Rồi ok. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc Vivo i51a. Vivo i51 thì cũng thực hiện tương tự như vậy. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.